Chào mừng bạn đến với video Vinglish thứ tư. Mình đã đặt tên cho video này là Vinglish Yêu Tốt vì mình sẽ sửa các lỗi một cách nhanh nhất có thể để những giây phút của các bạn thực sự hiệu quả. Thế thì chúng ta không lãng phí thời gian nữa. Bắt đầu thôi! Khi nói về khoảng cách bằng tiếng Việt, các bạn thường nói Hải Dương cách Hà Nội 57 km chẳng hạn. Mình xin các bạn bỏ thói quen này khi nói tiếng Anh. Mình không biết mình đã nghe bao nhiêu người nói Hải Dương is far from Hà Nội 57 kilometers. Sai rồi các bạn ạ. Thứ nhất, các bạn phải bỏ từ far đi. Sau đó thì đổi chỗ của phần nói về khoảng cách. Hải Dương is 57 kilometers from Hà Nội. Mình đã chứng kiến cảnh sau đây không biết bao nhiêu lần. Một học sinh đánh một học sinh khác, rồi học sinh bị đánh nói là Teacher, she fight me. Không, đánh không phải fight đâu. Fight có nghĩa là hai người, ba người, bốn người đều chủ động đánh nhau. Nhưng nếu việc đánh này chỉ xuất phát từ một bên, thì từ đúng là hit. Teacher, she hit me. Và nếu bạn làm giáo viên, thì bạn nên đáp lại Then hit her back. Các bạn biết chứ, có khá nhiều người muốn liên lạc với mình. Thầy ơi, cho em xin số điện thoại của thầy được không? Not right now. Đó không phải sĩ diện đâu, mà chỉ là sự thật. Nếu có khi nào bạn muốn liên lạc với ai đó, thì đừng nói I'd like to contact with you. Từ contact này không hoàn toàn giống liên lạc hoặc liên hệ trong tiếng Việt. Khi contact làm động từ, thì không có một giấy tờ đi kèm nào cả. Không phải I'd like to contact with you. Không phải I'd like to contact to you. Mà chỉ là I'd like to contact you. Hơi giống lỗi trước. Khi cố sử dụng cụm từ ảnh hưởng đến trong tiếng Anh thì các bạn hãy nói thừa. Ví dụ như You shouldn't smoke, Dan. What? You shouldn't smoke. Smoking will affect your health. Không, bỏ dối từ đi. Smoking will affect your health. Ok, còn một cái nữa cũng liên quan đến giới từ thừa. Nếu khi nào bạn tham gia một cuộc họp nào đó thì đừng giới thiệu chủ đề theo cách sau. Okay, now let's discuss about blah 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 blah. Trong tiếng Việt, thảo luận phải có từ về đi kèm. Nhưng trong tiếng Anh, discuss không như vậy. Lúc nào nó cũng đứng không. Okay, now let's discuss Vinglish a bit more. Trong văn viết của Việt Nam, người ta rất hay sử dụng cấu trúc vì, nên. Ví dụ như vì mắm tôm vừa ngon vừa bổ nên mình ăn nó ở mọi bữa. Ai cũng biết vì là because, còn nên là so. Vì thế rất nhiều bạn viết because, so. Chỉ có một vấn đề là tiếng Anh không có cấu trúc đó. Trong một câu, các bạn phải chọn một trong hai từ because và so. Mom tôm is nutritious and delicious, so I eat it at every meal. Hoặc là I eat mom tôm at every meal because it's nutritious and delicious. Đừng dùng cả hai. Lỗi này giống hệ lỗi trước. Khi viết, các bạn không nên phiên dịch cấu trúc mặc dù, nhưng sang tiếng Anh là although, but. Các bạn chọn một trong hai từ đi. Although I hate China, I love their toys. I hate China, but I love their fruit. Có thể bạn đang nghĩ, không thể nào mình hiểu nhầm firstly này. Thực ra, mình thấy đa số bạn hiểu nó đúng. Chỉ có điều là họ lại nghĩ nó có nhiều nghĩa hơn thực tế. Firstly được sử dụng như từ đầu tiên hoặc là thứ nhất trong tiếng Việt. Ví dụ khi giới thiệu chủ đề thứ nhất trong bài thuyết trình. Firstly, I'm going to tell you about the health benefits of beer. Nhưng nhiều người cứ nghĩ firstly cũng có nghĩa là ban đầu hoặc là lúc đầu. Ví dụ như Dan, you're American? Yeah. Huh. Firstly, I thought you were North Korean. Không, lúc đầu là at first. Huh. At first, I thought you were North Korean. And gay. Mình không biết vì sao, nhưng rất nhiều người ở Việt Nam nghĩ favorite chỉ có nghĩa là một điều mình ưa thích hoặc rất ưa thích. Vì thế, khi muốn nói về điều họ ưa thích nhất, thì họ thường nói most favorite. Ngay cả trên giấy khen, người ta cũng viết the most favorite language training center. Không, favorite có liên quan đến chữ favor, có nghĩa là thích hơn, còn favorite có nghĩa là điều thích nhất. Cho nên nếu bạn nói Cô Dâu Tám Tuổi is my most favorite TV show thì nghe có vẻ như Cô Dâu Tám Tuổi là bộ phim mình thích nhất nhất. Không, bỏ từ most đi và chỉ nói my favorite TV show. Và đừng xem Cô Dâu 8 Tuổi nữa. Trời ạ. Mình đã có nhiều kinh nghiệm dạy tiếng Anh, nhiều kinh nghiệm nói tiếng Anh với những người mới học ở trình độ cơ bản. Nên mình biết cách nói đơn giản và dễ hiểu. Nhưng cũng có khi mình nói hơi quá nhanh, hoặc là sử dụng một từ mà người nghe chưa biết. Và ở tình huống đó, gần như bạn nào cũng hỏi mình, Can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? No! Khác với nhắc lại trong tiếng Việt, repeat trong tiếng Anh luôn phải có từ ngữ. Nếu bạn muốn ai đó nhắc lại, thì này nói, Can you repeat that? Can you repeat that? Can you repeat that? And if you want me to repeat anything I said in this video, well, you can watch it again. Chào mừng bạn đến với video Vinglish thứ tư. Oh, and before you leave a comment saying, Giờ mới biết thầy Dan hút thuốc lá, I don't. It's just for the video.